Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chia tay chồng cũ, Lâm Khánh Chi khoe ảnh cưới với Tình Tình Đồn. Lâm xâm chia tay giữa Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng gây chú ý khắp các diễn đàn. Cả hai đều có quyết định riêng về con đường mình lựa chọn. Chồng cũ của nữ ca sĩ hạnh phúc bên tình yêu mới. Đồng thời, người đẹp chuyển giới cũng không ít lần đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Tình Tình Đồn. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi diện đầm hoa cúp ngực điệu đà, tạo dáng điệu đà bên cạnh Song Duy, nam ca sĩ trẻ lịch lãm trong bộ vest, nhìn người bạn diễn của mình với ánh mắt trìu mến. Cả hai phối hợp ăn ý để cho ra đời những bức ảnh xứng đôi vừa lứa. Nhiều khán giả cũng phải đẩy thuyền vì trông hai người rất đẹp đôi. Nữ ca sĩ đăng tải trạng thái cùng với bài nhạc tình cảm càng khiến hình ảnh trở nên mùi mẫn hơn. Cặp đôi đã từng vướng phải lùm xùm không đáng có khi Lâm Khánh Chi chia tay chồng cũ. Dù từng có nhiều lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Song Duy, nhưng cô khẳng định mình và đối phương chỉ là bạn bè và hiện tại anh đang làm quản lý cho người đẹp. Cô từng phản pháo khi bị chồng cũ tố đang ngoại tình với Song Duy. Tôi cũng khẳng định luôn là tôi và Song Duy chỉ đơn thuần là bạn bè, cả hai đã chơi với nhau được hơn 5 năm rồi. Chính anh Hùng cũng đã biết tôi chơi thân với Song Duy, sao mà nói chúng tôi quen nhau được. Tuy nhiên, dạo gần đây cả hai luôn xuất hiện bên nhau, làm khán giả xôn xao nhiều hơn về mối quan hệ này. Sau khi sự việc được sắp xếp ổn thỏa, chồng cũ của nữ ca sĩ nhanh chóng tìm được bóng hồng khác cùng với chí hướng của mình. Khi đăng tải hình ảnh khăng khít với bạn gái mới, cặp đôi đã nhận được nhiều lời khen trai tài gái sắc. Hiện tại, Lâm Khánh Chi đã cân bằng được cuộc sống sau biến cố hôn nhân. Cô là người nuôi con trai sau khi Phi Hùng dọn ra khỏi nhà. Cả hai đều đã có lối đi riêng và hạn chế nhắc về nhau trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ thực hiện phép drama và trở lại với âm nhạc trong năm 2022 sau thời gian tập trung kinh doanh. Lâm Khánh Chi thay đổi phong cách nền nã hơn sau ly hôn. Thời còn mặn nồng với Phi Hùng, Lâm Khánh Chi xây dựng hình tượng người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Cô thường xuất hiện với lớp trang điểm đậm, đánh phấn dày và tạo điểm nhấn bằng đôi mắt được đánh khói sắc sảo. Bên cạnh đó, người đẹp chuyển giới cũng tích cực lăng xê những mẫu váy dạ hội lộng lẫy, có thiết kế cầu kỳ. Với diện mạo này, mỗi khi đổ bộ tại sự kiện, người đẹp luôn thành công thu hút mọi sự chú ý từ công chúng và truyền thông. Tuy nhiên, cũng từ đây, ca sĩ nhận ý kiến trái chiều về hình ảnh có phần quá đà của mình. Bên cạnh đó, người đẹp còn ưu ái các trang phục tông tối như đen nâu để tăng vẻ lộng lẫy sang chảnh hơn cho tổng thể. Các món phụ kiện như nón bạn to có kiểu dáng độc đáo cũng được cô tích cực lan xê. Chính vì vậy, Lâm Khánh Chi thường bị dân tình tố làm lố khi đổ bộ thảm đỏ. Thậm chí khi sánh đôi cùng Trần Phi Hùng, cô được netizen nhận xét có sự chênh lệch về ngoại hình so với chồng cũ. Sau khi thông báo chia tay chồng cũ sau 4 năm gắn bó, Lâm Khánh Chi cũng có nhiều sự thay đổi về ngoại hình của mình, đặc biệt không còn sử dụng lớp son phấn đậm, cô chuyển sang lăng xê style trang điểm tự nhiên Hàn Quốc. Phong cách trong veo thuần khiết này được netizen đánh giá phù hợp với gương mặt thanh tú của mỹ nhân chuyển giới hơn. Không chỉ cách trang điểm, gu thời trang của Lâm Khánh Chi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Thay vì những bộ cánh đính đá cầu kỳ, cô lại mê mẩn các mẫu váy nữ tính điệu đà hơn. Bên cạnh đó, người đẹp còn khéo léo chọn bộ cánh có thiết kế chiếc eo tôm dáng để khoe khéo lợi thế hình thể của mình. Với cách lựa chọn trang phục và kiểu make up thông minh, Lâm Khánh Chi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước ngoại hình lão hóa ngược dù đã bước sang độ tuổi U50. Thậm chí người hâm mộ còn nhận xét ca sĩ đã chạm đến thời kỳ đỉnh cao nhan sắc sau màn thay đổi phong cách thời trang. Có thể thấy sau biến cố hôn nhân, Lâm Khánh Chi càng nhận được sự mến mộ, yêu thương từ công chúng. Bạn nhận xét như thế nào về sự thay đổi của mỹ nhân chuyển giới này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.